các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Biển Xanh Nắng Ấm ngày hôm nay. Hôm nay Nắng Ấm có đồ chơi mới, yeah. Nắng Ấm mua một cái cây mà để trên bàn gọi là tripod ở Mỹ để cái phone, mua thêm cái đầu để cái phone để nhiều lúc mình quay nấu ăn, mình quay cái gì mà mình cần để ở trên bàn đó. Còn cái cây hiện tại Nắng Ấm quay với cái phone là mình cũng mua một cái cây tripod mà nó lớn, nó cao, để dưới đất luôn. Rồi một cái đầu đó thì cũng rất là tốt. Và mình đã kiếm cái sản phẩm nào mà nó đứng ở trên bàn cho nó trụ tốt đã lâu lắm rồi. Và Nắng Ấm cũng có mua lầm rất là nhiều sản phẩm và phải không có xài nữa tại vì nó rất là yếu á. Thì bây giờ Nắng Ấm đã coi trên mạng YouTube và tìm hiểu rất là kỹ và mình mua cái món này. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem là nó có đáng không, nó có ok không. Thì nếu mà nó ok thì Nắng Ấm sẽ để link ở dưới cho các bạn mua, còn nếu mà nó không tốt thì Nắng Ấm sẽ trả lại. Và video này không có quảng cáo nha, hồi đó giờ không có video nào trên channel của Nắng Ấm quảng cáo hết. Nhưng cái sản phẩm này Nắng Ấm mua thử là mình cũng trả tiền bằng tiền của Nắng Ấm để mua. Thì cái này tổng cộng 54 đô, cái cây đó là 46 đô với cái đầu, rồi thêm cái đồ đựng cái phone nữa là 7 đô, thì thuế này nọ 54 đô và free shipping một ngày, cho nên Nắng Ấm mới trả. Và thì vậy nha, thôi bây giờ mở ra thì mình sẽ giải thích thêm. Bây giờ mở ra đã. Nắng cũng là người biết giữ tiền lắm, không có xài bậy bạ, nhưng mà những cái cần thiết thì mình phải mua thôi. Thực ra cái này Nắng Ấm mua cho YouTube, cho nên những bạn nào mà làm YouTube hoặc là bạn không làm YouTube mà thích quay phim có cái cây chắc chắn á, thì quay cũng được ha. Đây. Yeah, rất là hồi hộp, không biết nó có ok không. Nắng Ấm nhìn ở trên mạng á, thấy nó cũng cứng cáp lắm, thấy cái người YouTube video đã mở rồi thử thấy cũng được lắm, mà bây giờ mình mua thử. Nếu mà nó không được là chắc là hơi bực bội. Đó, thì bây giờ Nắng Ấm đầu tư mua một cái cây này để không có mua nữa. Ok, cái này nó như thế này. Lấy nó như cái giấy này ra. Ok, có hai món thôi không? Có dễ nặng nè, có dễ được. Một món là cái cây đứng và cái này là đựng cái phone. Ok. Đây là cái đồ đựng cái phone. Nè, bây giờ mình sẽ mở cái đồ đựng cái cây trước. Cái đồ đựng cái cây này là đồ hiệu cho nên bự lắm các bạn. Và như các bạn thấy thì cái cây này đựng được những cái camera lớn luôn. Là Nắng Ấm mua cái này tổng cộng 46 đô thì mình nghĩ là thôi mua đầu tư một cái để mình khỏi mua lắt nhắt. Và cái này có hiệu là Joby nè. Đó. Cứ mua lắt nhắt hoài tốn tiền đó. Bây giờ mình sẽ mở ra. Mở ra và thử ha. Đó, thích quá. Thấy có vẻ là được rồi đó, cái size của nó đó. Mình thấy người ta xài nhiều lắm mình mới mua. Làm YouTube tốn tiền lắm các bạn. Nếu mà không có đầu tư một chút á. Ok, tại vì Nắng Ấm quay bằng phone á nên cũng phải mua cái này kia. Mở cái hộp này ra và có bảng chỉ dẫn để cho mình xài nè. Và cái này. Cái đồ ấy thôi, đồ cho nó êm thôi. Wow. Wow. Nó cứng lắm các bạn. Nó rất là cứng luôn, rất là tốt. Vậy thì tốt quá. Đây, cái cây này nè, nó rất là bự ha. Bằng tay Nắng Ấm luôn nha. Đó. Còn ở trên này á là nó bán riêng nha. Thí dụ như là cái cây này không á thì các bạn mua là 39 đô. Mà các bạn muốn mua cái đầu này á, cái đầu này thì Nắng Ấm thấy người ta thử là nó có thể bỏ cái phone lên, nó có thể quay tới quay lui nha. Nhiều lúc mình quay ở dưới ở trên. Thích quá à. Nói chung bỏ 59 đô, 54 đô mua đúng là cái này nó đồ hiệu chắc ăn lắm.
Rồi, ok. Bây giờ để nó ngắm chỉnh lại cái đầu này coi. Ồ, cái này ấy ha. Nhìn rất là hoành tráng, rất là tốt luôn, rất là cứng luôn á. Mỗi lần mình bẻ nó mình phải dùng sức á. Ok, vậy cái đầu ở trên thì nó có thể. Bây giờ nó ngắm mua cái này riêng ha. Cái này là chỉ có 7 đô. Nó ngắm cũng có một cái đầu này hiện tại đang quay là nó 14 đô, nó bằng sắt luôn. Còn cái này thì bằng nhựa thôi. Nhưng mà thiệt thôi, gỡ ra đi ha. Để mình thử, coi như nó ngắm thử nghiệm coi có đáng mua. Ồ, cái này bằng nhựa thôi, nhựa cứng ha. Bây giờ không biết nó để cái phone vừa không. Đây, kéo hết. Thì để cái phone như vậy, rồi các bạn có thể để cái phone đứng để quay ở trên này ha. Hoặc là để cái này, để coi. Hoặc là để cái này nằm, cái phone để cho nằm, để quay luôn, dạng vậy nè. Đó. Bây giờ nó ngắm phải lấy cái phone của mình thử coi nó có vừa không. Ok các bạn, thì hôm nay mua 2 món. Một món thất bại và một món thành công. Món thành công là cái cây này, cái cây hiệu Joby này, để đây nè, rất là cứng cáp luôn, rất là cứng, rất là ngon lành. Nói chung cái này là rất là tốt, thì giá là 46 đô, ok, mua được. Còn cái đầu mà đựng cái phone thì đừng có mua cái đó. Bây giờ thì nắng ấm sẽ để cái, thì các bạn thấy rồi, nắng ấm để cái tên thì các bạn đừng có mua cái đó thì nó không có tốt. Giá của nó là 7 đồng, mà thì nắng ấm đã in cái giấy để trả lại cái món đó. Và khi mà nắng ấm nhìn nó tưởng trả tiền chỉ tốn 1 đồng, khi mà nhìn lại mới trả tiền phải tốn 6 đô luôn. Trời, tức quá trời. Nhưng mà thôi kệ, nếu mà mình thực sự không thích nó thì mình nên trả lại. Thì cái cách trả đồ Amazon thì nó ngắm lên đó, lít chữ return lại thì nó sẽ có một cái label để cho nắng ấm, là một cái giấy để mình trả. Thì đây nắng ấm đã dán lại rồi, bỏ cái miếng đó vô thì cái đó nó in ra thì nắng ấm dán ngoài cái thùng. Thì nắng ấm đi làm á, thì chỗ làm nó có xe tới ship hàng á, thì mình để đó thì xe nó lấy đi luôn, UPS. Thì nói chung tiền gửi tự nhiên tốn 6 đồng, không có nhìn kỹ, nếu mà nhìn kỹ thôi dữ không rồi. Ok, còn cái đầu mà mình để cái phone á, thì nắng ấm hiện tại đang xài, đang quay nó rất là tốt, nó bằng sắt. Và mình sẽ để nó ở đâu đây nè, để cho các bạn coi á, thì các bạn nên mua cái hiệu này. Thì giá của nó hình như 12, 14 đô Mỹ, nhưng mà nó rất là ok, nó rất là tốt, đáng tiền mua. Còn cái hồi nãy thì khỏi mua. Ok, thì Nắng Ấm sẽ để link mua cái món này ở dưới. Thì nói chung cái này ok, nếu mà cái này thì nó không có ok thì Nắng Ấm sẽ trả lại luôn. Thôi, Nắng Ấm sẽ kết thúc video tại đây thôi. Thì một món thất bại thì cái hơi buồn một chút, nhưng mà thôi kệ nó đi. Bây giờ Nắng Ấm sẽ đi nghỉ ngơi và ngày mai đi làm tiếp đây. Hôm nay là thứ hai rồi. Mình sẽ gặp lại các bạn vào video sau, và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.